thành là một tiết mục sôi động phải không ạ? Còn chần chừ gì nữa mà không dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để cảm ơn đội Linh của chúng ta nào. Vâng, các em thiếu nhi ơi, hôm nay anh thấy trên tay các em một số các em thì có lồng, rất nhiều lồng đèn, và trong đó anh nhìn thấy có lồng đèn nào là ông sao nè, nào là cá chép nè, và rất nhiều nữa. Vậy thì còn vui gì bằng ngày trung thu mà chúng ta được rước đèn đúng không ạ? Đúng thế. Vậy bây giờ chúng ta hãy theo chân các bạn qua vũ khúc Rước Đèn Tháng 8. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một tiết mục ý nghĩa và dễ thương phải không ạ? Vậy chúng ta còn chần chờ gì mà không chắc em một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần đi ạ. Kính thưa quý vị, những tiết mục văn nghệ tuy thật ngắn, thật đơn sơ, nhưng là cả một công trình luyện tập lâu ngày và rất cố gắng của các em thiếu nhi. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho nhà ảo thuật gia của chúng ta. Này đến từ thành phố Hồ Chí Minh với 15 năm kinh nghiệm hành nghề với nhiều màn ảo thuật rất là hấp dẫn và thú vị. Một bàn đồ nghề với đầy đủ các dụng cụ chúng ta có thể rất là dễ biết và dễ nhận ra. Để xem hôm nay ảo thuật gia sẽ mang đến cho chúng ta những màn ảo thuật nào đây. Một cái chai thủy tinh, một lọ thủy tinh,
không có gì trong đó. Và tiếp theo là một chiếc khăn màu đen để xem màn ảo thuật này là cái gì. Rồi bây giờ nhà ảo thuật đã chụp cái lọ thủy tinh lại rồi. Cô đang bỏ cái khăn vào một cái khăn màu đen thui thui lùi để coi chuyện gì sẽ xảy ra. Úm ba là 1, 2, 3 úm ba là. Và xin mời một vị khán giả nhỏ tuổi gần sân khấu có thể tiến lên để kiểm chứng màn ảo thuật này. Xin mời một bạn thiếu nhi. Rồi mời em tiến lên. Rồi mời em bước lên sân khấu. Xin em hãy mở cái khăn màu đen ra. 1, 2, 3 Rồi thò tay ra, thò tay ra, thò tay coi chừng nha, cẩn thận nha. Được một cây kẹo muối. Tiếp theo xin có bạn nào muốn lên để moi quà nữa không nào? Xin mời một bạn bất kỳ ha. Trời mấy bạn lớn đòi quà nha, ưu tiên cho các bạn nhỏ. Các bạn này nhỏ quá. 1, 2, 3, 3, 3, 3 Dạ cái gì đây? Mò. Trời ơi, gì mà mò hết của người ta vậy trời? Mò hết kẹo luôn rồi. Wow, hình như cái lọ không có gì lúc ban đầu mà bây giờ ra một đống kẹo mút luôn. Hình như cái lọ này là chuyên sản xuất kẹo mút thì sao? Túi này giống túi cà. Túi lủng rồi. Túi không đáy à? Túi không đáy. Ủa chứ túi không đáy. Một cái túi không đáy để coi nhà ảo thuật sẽ làm gì. Ơi, thử được, trời ơi sao mà mấy bạn nhỏ này nhỏ quá vậy? Ưu tiên cho các bạn nhỏ đi. Trời ơi, em nó buồn kìa. Hết sức cẩn thận nha, ở trong đó vừa có thể là có quà mà vừa có thể có bất ngờ dành cho các bạn. Mạnh tay lên à. Lấy càng sâu càng được quà lớn. Một con rắn. Một con rắn dài nửa mét. Các bạn nào dám lên bốc quà nữa không? Quà thiệt à? Bây giờ có quà thật nè. Này là quà nhưng mà quà đó ăn to lắm. Rồi bốc đi con. Không có gì hết hả? Không có gì hết. Túi không đáy. Túi không đáy. Túi không đáy. Phải hết sức cẩn thận. Những đồng tiền vàng. Đây một em bé được mẹ bồng lên để coi bốc cái gì, trúng cái gì nào. Hồi hộp quá. Mạnh tay lên các bạn ơi, nhanh lên nào. Nhanh lên, bốc đi, quà nhiều lắm. Bốc thoải mái luôn. Nhanh. Bốc tới mai cũng được, nhưng mà thôi bốc vừa thôi để sơ còn làm một khác nữa. Mấy bạn vừa bốc vừa hồi hộp không biết sợ bốc trúng cái con rắn hay là con bò cạp gì đây. Nhưng mà kẹo không à. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhỏ, mời các bạn nhỏ về chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục đón xem màn ảo thuật tiếp theo. Wow.